Xin chào các bạn đã đến với kênh Cẩm Vân Quang Nguyễn 7080. Rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay chúng tôi mời các bạn cùng đến viếng nhà thờ Họ Đạo Chủ Trí thuộc xã Hạt Bạc Liêu, giáo phận Cần Thơ. Nhà thờ Họ Đạo Chủ Trí, đây là cổng trước của Họ Đạo Chủ Trí thuộc ấp 3 xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Mặt tiền nhà thờ nhìn ra đường Quản Lộ Phụng Hiệp và nhà thờ nằm trên đường Quản Lộ Phụng Hiệp đi từ ngã năm đến thành phố Cà Mau và còn cách thành phố Cà Mau ở về phía tây nam khoảng 20 km nữa. Khuôn viên nhà thờ cũng khá rộng. Hàng rào xây chung quanh cũng khá kín đáo và khá đẹp. Chung quanh nhà thờ ta thấy có được trồng nhiều cây bóng mát, làm tăng lên cái vẻ mát mẻ cũng như vẻ duyên dáng của ngôi nhà thờ. Bây giờ chúng ta đi cổng sau, đi vào nhà thờ. Mặt này là mặt bên trái nhà thờ. Và đi vào chúng ta thấy sân nhà thờ cũng như khuôn viên nhà thờ khá rộng rãi. Nhà thờ được xây theo một cái phong cách cũng rất đặc biệt. Sơ lược hình thành và phát triển. Thứ nhất là giai đoạn Măn Nha vào năm 1930 đến 1975. Giai đoạn này in đậm dấu chân cha Francisco Trương Bùi Diệp. Khi về nhận nhiệm sở tắc dạy với tinh thần truyền giáo, cha thường xuyên rong ruổi đến những vùng thôn quê hẻo lánh để thăm viếng bà con bất kể lương giáo. Chính cha đã dạy giáo lý và rửa tội cho nhiều người tân tòng ở vùng này. Giữa thập niên 1930, cha đã cho xây dựng nhà nguyện Chủ Trí. Cha thường xuyên lui tới thăm viếng và dâng thánh lễ. Giáo dân ngày càng đông. Và năm 1946, chiến tranh loạn lạc, nhà nguyện bị sập, giáo dân di tản Họ Đạo, không còn ai nữa. Đây là mặt trước của nhà thờ. Những bóng cây, những tàng cây lao xao trong gió nhìn thật dễ thương các bạn ạ. Và đây là cửa chính của nhà thờ. Nhà thờ được xây trên một khoảng đất cao, có lẽ là xây hai tầng, tầng dưới để sinh hoạt. Ừ.
Đây là cửa chính của nhà thờ. Nhà thờ nhỏ và không có hành lang các bạn ạ. Từ đây nhìn ra đường Quản Lộ, Phụng Hiệp, hai bên là hai tượng đài Đức Mẹ và tượng đài Thánh Giuse. Giai đoạn hồi sinh từ năm 1975 đến 2010. Và đây là bên trong nhà thờ. Giang Cung Thánh cũng được trang trí rất đặc biệt với cái màu khá đậm. Sau năm 1975, khi hòa bình lập lại, mọi người trở về đây lập nghiệp. Lúc này một số người Công giáo, khoảng 100 người quy tụ thành một cộng đoàn. Hàng tuần họ đọc kinh chung với nhau. Gia đình nào có điều kiện thì đến các họ đạo như Ninh Sơn, Tắc Sậy, Huyện Sử để dự lễ. Trong thời gian này có cha Anton Vũ Xuân Vinh từ Ninh Sơn thỉnh thoảng đến thăm viếng giáo dân. Họ đạo có sức sống mới kể từ khi có cha Gioan Battista Trần Đức Hùng về làm cha sở họ đạo Tắc Sậy. Cùng với cha phó Gioan Battista Hồng, hai cha thường tới lui thăm viếng, cử hành thánh lễ, lễ dỗ, an táng tại tư gia. Trong kỳ hè, có quý gì đến giúp dạy giáo lý cho các em thiếu nhi. Đây là mặt bên phải nhà thờ. Phía sau có nhà. Có nhà để ở hoặc là nhà mục vụ. Ngày 26 tháng 1, 2009, họ đạo cất được ngôi nhà nguyện bằng gỗ lợp tôn trên mảnh đất mua lại của người dân. Vào ngày 15 tháng 6, 2010, Đức cha Stefano Tri Bửu Thiên nâng giáo điểm chủ trì lên thành họ đạo chính thức. Cha Phêrô Phan Văn Ngộ làm cha sở tiên khởi. Và trước mặt nhà thờ phía bên phải là đài Đức Mẹ. Cũng khá đẹp. Và đối diện phía bên kia, bên trái là đài Thánh Giuse. Tí nữa chúng ta sẽ sang viếng. Nhà thờ nhìn tuy nhỏ bé nhưng rất là xinh xắn, theo một cái kiểu cắt rất đẹp. Trước tình hình có tượng Đức Mẹ. Cha cũng quan tâm đến người nghèo, người già và neo đơn, không phân biệt tôn giáo. Vì thiếu người nên cha đích thân dạy giáo lý, về cơ sở vật chất thì không có nguồn thu nhập. Cha từng bước vận động, ân nhân giúp xây dựng các đài thánh, đường đi và hàng rào, bờ kè. Mặt nhà thờ phía bên trái
Trong sân có những hình con nai, hươu, trâu để rải rác, cũng khá vui mắt. Và phía sau là tượng Thánh Gia, Thánh Giuse đứng, còn Đức Mẹ ngồi với Chúa Giêsu theo một kiểu cách cũng rất đẹp. Hiện nay họ đạo chủ trì đã xây dựng được ngôi thánh đường khang trang đẹp đẽ như ngôi thánh đường này. Và khoảng sân cũng rất là rộng để sinh hoạt. Và đây là tượng Đức Mẹ bế xác Chúa Giêsu. Rất đẹp, rất sống động. Đây là một bầy hươu cao cổ và hai con trâu, các trẻ rắn trâu đang thổi sáo. Và đây là tượng đài Thánh Giuse các bạn ạ. Không cao như là bên tượng đài Đức Mẹ nhưng cũng rất là đẹp. Và phía sau bên trái là tượng đài của cha Trương Bửu Diệp. Như chúng ta đã biết thì cha Trương Bửu Diệp đã đến đây vào thời cha còn sống ở khoảng thập niên 30-40. Và cha đã sống với những người lương cũng như người giáo ở nơi này. Xin cảm ơn các bạn đã xem video này của chúng tôi và xin nhớ xem tiếp các video khác nhé. Và nhớ đăng ký và like để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Nhà thờ chủ trì một lần đến viếng. Xin chào tạm biệt.